Chuyện buồn, việc đau lòng của người khác mà đưa lên Facebook ác ý soi mói để đàm tiếu là rất không nên. Dù bất cứ lý do gì, trong lúc ai đó hoặc gia đình nào đấy đang có chuyện buồn, việc đau lòng, nếu không có được lời chia sẻ thì thôi, mà lại trực tiếp đưa lên Facebook đàm tiếu thì những hành vi đó không thể nói gì khác, vô cảm, rất vô cảm. Vụ án Tuấn Khỉ, Lê Quốc Tuấn, sinh 1987, từ lúc bắt đầu diễn ra vụ án đẫm máu ở Củ Chi cho đến khi bị truy nã, bị tiêu diệt luôn nóng trên công luận và mạng xã hội, cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi đối tượng bị tiêu diệt, gia đình của Tuấn Khỉ đã quá đau đớn, tủi hổ bởi thằng con hư hỏng nhưng vẫn không được yên, bởi nhiều người quá tò mò, bủa vây thân nhân của đối tượng để trực tiếp đưa ra những lời dè bỉu, những lời bình ác ý trên mạng xã hội. Liệu những người đó có nhận biết, hành động của mình thật ác độc? Chúng ta thử đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của gia đình Tuấn Khỉ thì sao? Dù có hư hỏng đến đâu, Tuấn Khỉ vẫn là con, là chồng, là bố trong một gia đình. Do đó, việc Tuấn Khỉ gây ra vụ án kinh hoàng đã là nỗi tủi hổ của gia đình. Vậy mà, đến khi làm đám tang, họ xông vào quay clip. Thậm chí một số người tìm mọi cách trực tiếp xâm nhập vào tận bàn thờ của nhà người ta để săn tin thì dư luận không thể nào hình dung, không thể hiểu nổi và có thể chấp nhận những hành vi phản cảm này. Kiểu bỡn cợt nỗi đau của người khác diễn ra không ít và muôn hình vạn trạng. Gần đây thật không tin nổi sao lại có đối tượng đã chiếm đoạt clip lộ hàng của nữ ca sĩ hát. Một ca sĩ trẻ được rất nhiều người hâm mộ rồi đăng lên mạng xã hội. Vậy mà khi những khuôn hình nóng bỏng đó được đăng, lại có những người xúm lại bình khiếm nhã nữ ca sĩ, cho dù nội dung clip đó là sinh hoạt bình thường, là quyền yêu của mỗi con người, đặc biệt nó diễn ra trong nhà riêng của nữ ca sĩ. Trước đó, diễn viên trẻ đang đóng vai chính một bộ phim truyền hình ăn khách chẳng may bị lộ clip ân ái với bạn trai khiến cả cô và gia đình khốn khổ và cả bộ phim nhiều tập dành cho lứa tuổi trẻ ngày đó phải dừng lại đột ngột. Còn nỗi đau nào hơn, rất may diễn viên L là cô gái đủ bản lĩnh, nghị lực, sau thời gian choáng váng, đau đớn, cô tiếp tục theo con đường nghệ thuật bằng cách du học ở nước ngoài, và ngoài tưởng tượng của nhiều người, L trở lại một cách đàng hoàng, hoành tráng trên những sàn diễn hoành tráng với vai trò ca sĩ, đạo diễn. Tôi nể phục nghị lực, sự can trường của cô gái trẻ này. Tương tự, trước đó một dẫn chương trình thời tiết xinh đẹp của VTV bỗng chốc bị tai họa giáng xuống đầu chỉ vì nàng giống một cô gái trong clip sex, vậy là bao lời khiếm nhã, thậm chí rất khó nghe đổ lên đầu L không thương tiếc. Điều đáng nói là không chỉ mạng xã hội mà có cả những bài báo, dù không nêu thẳng tên của L, nhưng đọc ai cũng biết là ám chỉ L với những lời cay nghiệt, dù được đồng nghiệp động viên nhưng L đành xa công việc yêu thích của mình để đi tìm công lý. Cuối cùng, sự thật đã được sáng tỏ. Những báo này buộc phải xin lỗi L, dù được trả lại tên cho em, nhưng những năm tháng đẹp đẽ nhất của L đã trôi đi trong những phiền muộn, trước những con mắt dị nghị của không ít người và xã hội. Dù hiện L đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên và đang hạnh phúc với chồng, con, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của L vẫn như hằn lại những dấu ấn bảo hành tinh thần năm nào. Những ai thấu hiểu cho những mất mát của cô, nhưng không phải ai, đặc biệt với những cô gái trẻ cũng có thể vượt qua những sự cố này như nữ ca sĩ hát, như diễn viên, ca sĩ L. Như cô dẫn chương trình xinh đẹp L, dù không thuộc giới showbiz, một nữ sinh đang cắp sách đến trường ở miền Tây chẳng may mang bầu, không chỉ mạng xã hội, mà ngay cả một số báo đã đi quá sâu vào sinh hoạt thường nhật của em và phỏng vấn cả bố mẹ. Hàng xóm nhà em khiến em không chịu nổi nên tự tìm cách chia tay cuộc sống ở tuổi thanh xuân. Một số phóng viên và cả những người cho xuất bản những bài này dù rất ân hận, đau xót, nhưng còn có thể làm gì khi cô bé vô tội đã vĩnh viễn rời cõi tạm. Và những trường hợp này, càng nói mỗi chúng ta càng đau lòng, xót xa cho những nạn nhân. Tương tự trường hợp gia đình Tuấn Khỉ bị ác ý soi mói, trước đó không ít thân nhân của một số quan chức bị vướng vòng lao lý cũng bị xăm soi đời tư, thậm chí bịa đặt cả những thị phi này nọ. Lẽ nào những người đó không thử đặt địa vị của mình một lần vào địa vị của gia đình những bị can, bị cáo này mà cứ đưa lên Facebook ác ý soi mói để đàm tiếu là rất không nên, bởi chúng ta cần sống nhân văn, nhân bản, nhân ái trong một xã hội văn minh. Vương Hà.